BBN xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay em sẽ đánh hai cây dưới này để trồng lên chậu và tạo dáng cho hai cây này. Thì đây là hai cây dưới mà em trồng mấy năm nay rồi, để ngoài vườn này nhìn rất là tùm, cũng cắt giật rất nhiều. Thì hôm nay em sẽ đánh lên chậu và sẽ lấy dáng cho nó. Thì mình sẽ lấy dáng cho nó. Cái bước lấy dáng cho cây thì rất là quan trọng. Thì tất cả anh em nghệ nhân nào cũng biết, bước đầu tiên nó là bước trồng cây và lấy dáng cho cây ngay từ đầu. Đây hai cây dưới này các bác nhé. Đấy. Hai cây dưới em trồng cũng khá là lâu rồi. Và bây giờ em sẽ cắt hết những cái tay cành của nó đi và bắt đầu đánh để trồng lên chậu. Các bác chú ý theo dõi nhé. Nếu các bác là thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ em và nhận những video mới nhất nhé. Đây, sau khi em đã cắt cành xong, các bác nhìn này, nó lộ ra cái thân ở bên trong. Đó. Cắt giật cũng rất nhiều rồi. Khẳng khiu. Uốn nắc rất là nhiều. Đây là hai cây dưới em trồng từ rất là nhỏ các bác nhá. Cho nó lúc như cái đầu đũa này các bác. Đấy. Thì sau một thời gian đây thì nó đã để ngoài vườn mình trồng tự nhiên thì nên rất là nhanh. Đó. Cũng cắt giật khá nhiều. Đấy các bác xem. Và giờ em sẽ đánh lên chậu để lấy dáng cho cây. Và mình bắt đầu tạo tác cho cây nhé. Chia tay bao lâu vì người yêu chê tôi trắng tay nên bỏ tôi đi đâu có hay, vì dòng đời cuốn trước tôi đâu muốn như vậy. Hôm nay bạn bè thì đông mà sao lòng nhóc một mình trên phố đông người, bạn tôi đâu người yêu đâu đã có những ký ức không cười, đoạn đường dài lắm mà lòng người thì ngắn hơn, đánh đổi tất cả bằng lời nói dối. Mười năm sau khi ta gặp nhau thì chưa chắc ai hơn ai đâu bạn, đừng thua đừng đừng để trái tim vỡ đi. Một xa để xa đi có mấy người, tình thâm bao la giờ lại đành chia xa vì lời danh mà câu sẽ nhau. Thời sẽ về đâu khi một mình, ngày hôm qua đó chơi hết mình, đến lúc hối tiếc mới biết nước
đây các bác nhé, trong khoảng thời gian khá là dài đây em đã đánh hai cây dưới lên rồi. Đó. Khá là mệt đây. Hai cây. Đó. Bây giờ em sẽ cho sang chậu trồng để ươm phôi tiếp các bác nhé. Sau này mình sẽ làm tay tán sau. Đó. Đây những cây đấy em cũng ươm. Đó. Đây là cây dâu, cây ổi, rất nhiều cây khác xanh. Ở đây em ươm rất là nhiều các loại. Đằng kia là có cây bàng, cây đại, ổi. Giờ em sẽ cho sang chậu để trồng các bác nhé. Rất là kỳ công. Để trồng 10 cây rất là vất vả. Đấy, mình trồng. Đây là những cây em trồng từ nhỏ. Mình trồng bao năm trời xong bắt đầu giờ mình lại đánh lên. Cho vào chậu và bắt đầu làm những tay tán rất là lâu. Rất công phu. Sau là làm những tay tán rất là tỉ mỉ các bạn. Một quá trình dài. Đây là có những cái cây cảnh mình chơi. Đó. Bây giờ em sẽ cho sang chậu các bác nhé. Đây các bác nhé, em đã đánh xong hai cây dưới và cho ra chậu nhé. Thì đây là một quá trình rất là dài. Hai cây này em đã nuôi từ rất là nhỏ, từ lúc này ví dụ nó bé như này. Đấy. Nuôi từ lúc nó bé như cái tay này. Sau 3 năm thì nó đã to như này. Đó. Đó, hai cây và hôm nay em đã đánh lên để trồng vào chậu để cho nó khô trong chậu các nhé, cho nó có tuổi đời trong chậu một thời gian và em sẽ tạo dáng cho nó. Thì khi mình đánh nó cũng là một cái kỹ thuật. Làm sao mình đánh để cây không bị chết, không bị vỡ vùng và không bị đứt nhiều rễ nhé. Thì có một số anh em thì nó có kỹ thuật cao thì là đánh kể cả không có đất thì vẫn lên được. Nhưng mình phải có kỹ thuật tốt hoặc dùng thuốc thì cây mới sống khỏe được, mới lên được. Dâm ủ, cách dâm ủ cũng là khá là công phu thì cây là mới lên được khỏe. Thì đây mình đánh có bầu có đất thì nó dễ sống hơn, cây khỏe hơn thì không phải lo nghĩ gì cả. Đó, đây này, các bạn nhìn được bầu đất rất là to, vừa duyên cái chậu này. Thì mình đánh cũng là một cái kỹ thuật để trồng cây. Thì khi cho lên chậu cũng là một nghệ thuật nữa, làm sao để mình làm được dáng. Đấy, mình làm dáng nào theo cái mắt nghệ thuật của mình. Mình thích nó nằm ngả, nghiêng, siêu vẹo. Là do mình các bác nhé. Thì đây em làm hai cây cũng gọi là dáng trực, trực siêu. Đấy, sau này làm những cây cái tán nó rủ xuống. Là một cây bonsai đương đại, cắt giật. Đấy, đây. Ví dụ đây ngày trước nó là ở dưới đất đây này, các bạn nhìn không? Đây, nó. Đó. Nó thẳng ở dưới mặt đất. Đây cho lên chậu em đã để nghiêng 20-30 độ ở đấy. Đấy. Để cho cái tay bên này nó rủ xuống. Đó, các bạn nhìn không? Thì trồng cũng là một nghệ thuật các bạn nhé. Nó là một cái kỹ thuật đầu tiên để mình định hình được cái cây làm sao có cây để sau này cây phát triển tốt và đẹp. Này, các bạn nhìn thấy không? Rồi, và giờ em sẽ cho đất vào trồng tiếp để cho cây là lớn lên. Thì trong một khoảng thời gian nữa em sẽ làm những bông tay tán cho nó hoàn thiện hơn.
Và video này em xin kết thúc tại đây nhé. Video này em hướng dẫn cho các bác là kỹ thuật là đánh cây và trồng cây trên chậu, làm sao để mình cho cây sống khỏe và tạo được cái dáng theo ý thích của mình. Rồi, chào các bác, hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé. Bác nào thích thì đăng ký kênh, like và ủng hộ em nhé. Bấm chuông để nhận những video mới nhất nhé. Chào các bác.